Trong video ngày hôm nay bên Huấn Audio mình giới thiệu một số cái dòng sản phẩm ở đây thì cũng đa phần là gửi cho khách rồi, thì tiện thể mình giới thiệu anh em mình luôn. Thì hôm nay có cái mạch súp 10 sò này thì cũng về được một số lượng lớn, thì bỏ ra một đôi ở đây để báo cho anh em mình xem. À, cái mạch này thì anh em mình thấy có những cái phiên bản thì họ sẽ in cái chữ RCF ở đây, còn cái bản này anh em mình ý là không có chữ RCF nhá. Rồi nó khi nào nó có cái chữ mình báo anh em mình. Nó là mạch 10 sò, mạch 10 sò và có quạt gió. Với 10 sò thì anh em mình bắt đầu thì nhìn thấy gì? 5 cái ở trên này và 5 cái ở dưới nhá. 5 cái ở dưới. Đây sẽ có quạt để hút nóng ra. Chạy 4 tụ nọc và mỗi con là 10.000 mi, 100V, 100V và nguồn xuyến ở đây. Ở đây anh em mình thấy dây sẽ có hai màu, một cái màu tím và một cái màu trắng. Cái màu tím thì sẽ là màu để đánh đấu, để anh em đấu vào loa và cực dương, còn trắng là cực âm. Cực âm. Ở đây mặt trước đằng của nó đây. Thì đây anh em mình sẽ thông thường là sẽ cắm tín hiệu từ âm ni, thì anh em mình sẽ cắm vào đường nai in ở đây. Còn đường súp một cổng của vang, anh em cắm vào đường súp in bên này. Súp in nhá, còn súp ao không phải anh em nhá. Anh em cắm vào súp in này này. Đấy, súp in. Ở đây là một nút pha, đấy, anh em mình ấn xuống và để đảo chiều với dòng điện sao cho nó hợp với dòng điện mình, thì anh em mình thấy nó giòn nhất là đúng nhá. Còn đây là cái hai cái nút volume chỉnh min max ở đây là gì, là to nhỏ cho cái công suất ra cái loa bát nhà anh em, với tần số cắt từ 50Hz cho tới 150Hz. Anh em mình cắt theo tần số của mọi người, thông thường sẽ để khoảng tầm 135 là tối đa, 135 tối đa, không từ 90 tới 135. Công suất ở đây ghi max power 1000W và trung bình thì là 650W, độ nhạy là 90 dB, 8 ohm. Đó anh em nhé. Cái này thì anh em mình đánh cho những cái dòng công suất phù hợp. Ví dụ như 1000W ở đây thì anh em mình đánh cho những cái nó 1000W đổ lại thôi. Những cái bát súp khoảng tầm một côn 100 đổ về anh em nhé, côn 100 đổ về. Thì bát như bát 50 từ 220 côn 100, bát 50 từ 220 côn 100 thì đã được bên mình ghép nhiều, bán tương đối nhiều cái combo đấy để anh em mình chơi sự kiện hoặc là chơi những phòng bốc rộng lớn. Giá bán cho một cái nhá, một cái là 2,2 triệu, bên mình đã bao ship rồi. Và tiến lên trên đây, anh em mình nhìn thấy đây là mạch súp 4 sò có quạt gió, 4 sò quạt gió. Con này thì chạy 2 tụ nọc thôi, chỉ 2 tụ nọc ở trong này. Anh em mình thấy ở đây, 2 tụ nọc ở đây. Và mỗi con sẽ là 10.000 mi và 80V, 10.000 mi và 80V. Con này thì bên mình cũng ghép khá nhiều cho những dòng bát 40, côn 100 đổ lại, có quạt gió hút nóng ra anh em nhé. Anh em mình thấy nó chỉ 4 sò nhưng bên mình đã ghép rất nhiều rồi, đánh rất là hay, rất là căng luôn, căng tiếng luôn. Một cái nguồn khá lớn, anh em thấy con này nguồn rất là lớn nhé, rất là lớn. Kích thước của mạch này là chiều ngang là 20 và chiều cao nó là 255 và sâu sẽ là 12 cm. Còn cái mạch này mình báo kích thước anh em mình nắm được này, mình quên chưa báo này. Chiều ngang là 30, chiều ngang là 30 và chiều cao nó là 28. Và sâu anh em mình có khoét xuống tầm 10 là chứa được nhá, cho thoáng tí, cho 10 độ sâu khoảng 10 là được. Sâu 10, thằng kia là 12 cơ. Đó, thằng kia thì có giá là 1,5 triệu một mạch và đã được bao ship rồi. Một số sản phẩm mic được anh em ủng hộ ngày hôm nay này. Mic Tomahawk bản côn thép giá 290.000 đồng bao ship, bản côn thép anh em nhá. Mic BBS K9 giá bán là 350 một cái, bao ship, đây giá bao ship rồi nhá. Mic KTV thì bên mình đang chào bán là một cái này là 500.000 đồng bao ship. Mic Tomahawk bản côn nụa, Tomahawk bản côn nụa thì bên mình nay đi được 3 cái thì giá bán cho một cái cả dây luôn là 450 bao ship. Và mic tai nâu, mic để hát văn, hát karaoke gia đình hay, giá là 600.000 đồng một cái bao ship. Đó. Và tiếp tục đây là anh báo cho anh em là củ kèn Neo 2408H1, Neo côn 38, Neo khối nhá, côn 38, Neo khối. Con này là 1,3 triệu một đôi bao ship. Rồi tiếp tục là phân tần 204 là khách ủng hộ này, 350 một đôi. Và phân tần 612 đại anh lấy một chiếc giá là 300.000 đồng. 612 đánh cho bắt 30, một cái kèn 450. Một số cái sản phẩm ngày nay đi cũng không được nhiều lắm nhưng cũng sơ sơ ở đây. Thì buổi sáng ngày nay anh em chốt được tuần này, buổi sáng thứ 3. Cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ bên mình được tuần này. Và chào anh em nhé, anh em cần điện thoại cho bên mình qua số máy 0904 61 23 23.